Tối nay mình sẽ cùng với các bạn tìm ra ai sẽ là vua của trái đất này nha các bạn. Tại vì mình nghe người ta nói câu á là thế giới này là của bố mày, nên là mình muốn thử xem coi ai mới là bố mày các bạn. Ở đây thì các bạn thấy có một người khổng lồ không? Người này sẽ tạo ra những cái cuộc thi đấu. Các bạn thấy rất là nhiều người thi đấu không? Và quên cho các bạn coi. Đây, trên tay của mình là một cú đấm rất đẹp nha các bạn. Đây, mấy bạn kia cú đấm đẹp kia chưa? Thì mình sẽ tham gia nha. Thì cái người này sẽ tạo ra được gọi là những cái tỏi các bạn không? Người khổng lồ này tạo ra cái gì đó các bạn. Nhưng mà tụi mình sẽ phải từ đây nè chạy lên trên kia. Nhưng cái quan trọng bây giờ á là mình chưa được, mình phải tập luyện các bạn ơi. Bây giờ mình mà vô đấu á, sợ mình đấu lại không lại người ta các bạn ơi. Và đi tập luyện như thế nào thì chúng ta sẽ có gọi là những cái trang bị. Ê, mình lên được cái bằng màu cam rồi nè, cú đấm màu cam nè các bạn. Đấy, ui mình có thể lướt nè các bạn, lướt nè. Đấy, lướt và đấm nha các bạn ơi. Rồi nãy giờ tập luyện thử vài cái được rồi, bây giờ vô đâu đấm với người ta coi. Uầy, mình đang ở đâu đây? Lượm cái ngôi sao này vô để cứ tăng sức mạnh nha các bạn. Hiện tại người ta đang đấm nhau bên này, mình thì mình cứ bình tĩnh thôi. Mình có thể nhào lộn hai bước nè. Đấy, cẩn thận đuổi theo mình. Ơi đừng đuổi theo tôi bạn ơi. Ôi bạn ơi. Đấy, khi mà các bạn đánh mấy người này á, các bạn sẽ được như là farm bạn ơi. Dưới theo mình coi, dưới theo mình coi. Mấy này nó có bé rồi, dưới mình làm gì? Ơi cùng này cái gì đẹp vậy ta? Lượm vô coi. Thu thập phạm vi bổ sung x2 phạm vi tấn công. Wow, cái tay của mình nhìn ghê thì các bạn. Có quà các bạn ơi. Quà nè, quà nè. Wow, cộng được 40 chen luôn. Sức mạnh đang tăng gấp mấy lần rồi các bạn. Yo, anh tới đây. Solo. Thôi. Ghê quá, trốn. Ghê quá các bạn ơi. Nhìn cú đấm của mình nè, tóe lửa luôn mà đấm không lại tụi nó. Đấm phát một bay tới nóc luôn. Ê, con ai con chuột này, chuột hamster. Chuột hamster tới đây, chuột hamster tới đây. Chuột hamster nè, chuột hamster nè. Ê, chuột hamster. Sức mạnh của mình đã được quá mạnh rồi. À thanh niên cầm kiếm à. Mình đấm tay không các bạn ơi. Sức mạnh tuyệt đối là thường thường sức mạnh bằng gọi là vật lý các bạn. Sức mạnh mà sử dụng skill đó không bằng sức mạnh vật lý đâu. Ai sức mạnh tuyệt đối nè. Ai à. Kiếm nó hơi mạnh các bạn ơi. Mình sẽ được trang bị vật phẩm mới nè, trang bị vô. Ơi, găng tay màu xanh nha. Rồi chạy đi. Máu yếu rồi. Bây giờ mình sẽ mở bé nè các bạn ơi. Mở bé 1500 cho nó máu nè. Một lần và mãi mãi luôn. Chơi luôn anh em. Quả trứng kim cương. Sử thi con cú. Yeah, trang bị vô. Sức mạnh của mình sẽ được ít nè. Wow, sức mạnh mình tăng ghê lắm các bạn. Ai, trang bị vật phẩm mới, găng tay kim cương. Anh đây không nói nhiều, tiếp tục chiến đấu. Vừa chiến đấu vừa thể nâng cấp sức mạnh luôn, nên là khỏi lo. Khỏi lo các bạn ơi. Chúng ta ở đây là chúng ta là muốn làm vua đúng không? Sẽ có nhà vua ngay thôi. Nè nè, thanh niên này một đấm một nè. Ối ối, ui sao nó trâu vậy ta. Tính ra sức mạnh mình được tăng lên mà. Đây, mình sẽ lên trên. Cộng 15 giây, 15 ngôi sao trong vòng 1 giây. Lượm ngôi sao cái đã. Từ từ, ở đây có cục gì nè các bạn ơi. Cục này sẽ gọi là thu thập extra knockback. Chà, thanh niên này muốn gì? Chà. Ui nó là rip in ra các bạn ơi. Nó là gọi là chùm của gọi là Flop Rui. Ui Ghê đấy, đánh nhau với Rip Inra luôn các bạn. Thấy mình ghê không? Nhưng mà nó giành cái chỗ của mình rồi. Sao tụi nó có kiếm ta? Mình vẫn chưa có kiếm. Đây, mình thu thập phạm vi tấn công đó bạn ơi. À, phạm vi tấn công của mình. Wow! Vô đây. Thanh niên này chạy đâu cầm kiếm ngon hả? Tưởng cầm kiếm ngon hả? Đi đâu? Đây, cầm kiếm ngon hả? Hại gục được nó bạn. Mình đã gọi là tiêu diệt nó rồi. Người ta thông báo cho mình biết rồi. Thấy chưa? Trời, cái tay của mình nó bự kìa. Sức mạnh tuyệt đối, trang bị bàn tay đen. Đây, sức mạnh của anh lông đen. Anh gọi là tách, đúng không? Rick gì ta quên rồi. Cái gì mà râu đen quên mất tiêu tên nó là gì rồi. Nhưng mà mình đọc biết là ai. Ui. Tập luyện nãy giờ đủ rồi. Bây giờ mình sẽ cho các bạn coi vòng quay may mắn một lần nha. Ra bet VIP một cái thôi thì mình thống trị cái trái đất này luôn. Bet, trời ơi, tưởng được bet chứ. 1.5 ngôi sao. Trang bị găng tay mới, găng tay gọi là lửa. Đi ra chỗ khác, stay home. Đi ra, để anh farm, đi ra chỗ khác. Yay, xích ra đi, đi ra đi. Thấy gì chưa, sao mà mạnh bằng anh được. Đã nói là em chưa có tuổi. Rồi, nhận được cái gì đây? Mình nhận được 75.000 sức mạnh. Quay quá, mạnh vậy. Nhưng mà mình cần 250.000 để mới tái sinh được. À, thanh niên đánh lén. Chạy, nó đánh lén các bạn ơi, đánh lén. Ôi, nó đánh lén ghê quá. Chạy, nó dí theo mình các bạn ơi, nó dí theo mình. Không chơi vậy nha. Thấy người ta đang yếu rồi, đánh người dí theo người ta. Đây bằng tay mới vô. Ê, làm gì được, anh ao trình. Về mà chạy thì anh ao trình, anh học môn võ bãi trọ mà. Sao mà đuổi kịp anh. Thôi đi mà, đừng có đánh anh nữa. Chứ không là em thua đó. Đừng đánh.
đừng đánh nữa. Đừng có đánh gì vậy? Seraphim mà. Vô đây. Vô đây hưởng nè. Vô đây hưởng cú đấm của anh nè. Chạy đâu. Không tha nha các bạn. Đã đánh mình nói thôi là thôi chứ đừng có đánh. Đã nói là đánh mình là không lại mình đâu mà. Không nghe. Rồi, ổn định vô chỗ này rồi các bạn ơi. 45 ngôi sao trong một giây. Vậy là ngon rồi, vậy là nhanh rồi các bạn, nhanh lắm luôn á. Nhanh cực kỳ nhanh luôn á. Các bạn thấy chưa, mình cộng 45 sao một giây nè. Mình đang là vua luôn các bạn ơi. Vua nè, thấy không? Người ta ghi mình nè. Áo giờ, ê, đấm lén hả? Venom chạy đâu, không tha cho Venom luôn nha các bạn. Sức mạnh bây giờ là tuyệt đối rồi, không tha cho bất kỳ ai hết. Tái sinh các bạn ơi, tái sinh một lần nữa thôi anh sẽ tái sinh được sức mạnh. Đánh cái gì mà đánh Venom đã tha nó rồi. Venom này tên là Jack Hảo Hán nha các bạn, tên nó là Jack Hảo Hán. Rồi được rồi, Jack Hảo Hán thì vô đây. Wow, mạnh lắm, anh lên mạnh thế chứ sao, phải mạnh như vậy mới đánh lại mấy em chứ, yếu không mấy em sao chịu nổi. Có sức mạnh tuyệt đối như này. Từ từ, anh lên lấy sức mạnh tuyệt đối cái đã. Để nó là sức mạnh tuyệt đối mà. Đây, sức mạnh tuyệt đối rồi. Ủa rồi, đứa nào lấy rồi, mới thấy đây mà. À, dám lấy của anh hả? Con mèo. Ơi, con mèo này mạnh á. Con mèo này mạnh lắm bạn ơi. Chạy. Con mèo này khá là mạnh. Từ từ, em ơi, anh chưa có làm gì hết mà em. Ơi, sẵn sàng vậy. Chạy. Sức mạnh tuyệt đối nè. Gì đây? Đã thu thập được Titan thiệt. Trời ơi, sức mạnh tuyệt đối luôn các bạn. Nhưng mà phải đấm nhau mới được. Ây da, mình lụm cái khác rồi. Trời ơi, Sai lầm thiệt chứ, mình lỡ lụm cái khác rồi. Đấm cho nó. Rồi, sức mạnh đây nè. Sức mạnh lửa nè các bạn ơi, biến thành vị thần rồi. Này thì knock out nè, văng ra ngoài kia luôn. Phải nói là anh quá mạnh. Xin lỗi nhưng mà anh quá mạnh rồi các em. Mình sẽ lên trên cao nhất. Ui, trên cao có boss kìa. Trên cao có boss khổng lồ các bạn ơi. Boss nè. Ôi, đấm boss thôi. Né ra, từ, đấm boss cùng nhau nào. Con boss này trâu lắm, mọi người phải kết hợp cùng với nhau mới được. Nhưng mà đứng trên đây công nhận được nhiều kim cương ơi, được nhiều ngôi sao thiệt. Thôi đứng ở đây farm đi. Người nhện nó có ít máu kia. Ơi, nãy giờ mình mới tăng được cái tay nha các bạn. Đây, tiếp tục là sức mạnh của râu đen. Đây. Đi ra chỗ khác, đi ra chỗ khác. Ui, thanh niên cầm kiếm này mạnh quá. Này thì ôi. Máu anh nít nhưng mà anh sống dài mới là huyền thoại được. Đứa nào đang sử dụng được cái gì vậy? Người nhện đâu? Rồi, người nhện gõm rồi. Hay quá, mình đã tiêu diệt được người nhện rồi các bạn. Nhưng mà thanh niên cầm kiếm này hơi căng đó nha. Mình phải hồi máu mình mới đánh nhau với nó được. Nó cầm hai kiếm lẫn bậy sao mình đánh lại được. Ôi, bao nhiêu sức mạnh để mình tái sinh vậy? 1.000.000. Trang bị người tay mới luôn. Cha. Vô ăn ké thôi chứ đánh đấm gì giờ này. Thanh niên nữa đánh bài xa ta. Đánh mình knock up. Này thì thanh niên. Giới này là của anh. Và anh có quyền đấm với em. Ôi, từ. Anh có quyền đấm các em. Ôi giời ơi, Jack Hảo Hán hại gục mình. Được lắm. Rồi, nãy giờ mình giả bộ cho anh đang về đích thôi. Chứ mình muốn là quay bet nè các bạn. Ra con bet VIP cho anh, Legendary. Ra thằng nước. Ôi ôi, tiếp tục. Nãy giờ ngôi sao nhiều mà các bạn. Ra thằng nước. Nùa hả? Tiếp tục nào đó, gã xỉn đi. Ui, ra con cụ các bạn ơi. Ơi, boss sắp ngẫm rồi kìa. Đánh nhau, cố lên, con boss sắp ngẫm rồi các bạn. Không để tụi nó ăn được. Ôi, yeah. Mình tiêu diệt được chùm cuối rồi, được 200 mấy cái kia. Mình được hưởng ké các bạn. Úi giời. Ôi, sao kỳ ta, sao bay lên không có đàng hoàng thế nào vậy. Bay lên cho nó ngầu cái coi. Anh đã tới nơi rồi. Titan, yeah. Titan đấm hết. Đấy, thấy chưa? Titan ở trên núi nè. Bây giờ chỗ này là anh làm vui chỗ này. À, thanh niên này, muốn gì? Titan nè, anh là Titan đó em. Không phải anh là trò đùa với em đâu. Có quà, đánh thắng tụi nó có quà. Đấy, tăng cường 500. Đây, mình vô đây mình uống thuốc cái nữa nè bạn ơi. Sử dụng phong vi 2 lần nè. Thúc đẩy may mắn nè. Hết Titan rồi các bạn ơi. Hết Titan nó mới dám đánh mình này. Rồi, tái sinh lần thứ 5. Lần này anh sẽ có cái kiếm mới. Ây da, qua thế giới mới đâu. Dành cho Samurai. Mở quả trứng mới luôn các bạn ơi. Quả trứng này nhiêu đây? 9.000 hả? Mở quả trứng 9.000 luôn các bạn. 1, 2, 3, let's go. Ninja hiếm. Cũng được. Rồi tiếp theo là quả trứng 600. Mở quả trứng 600 coi có Legendary không? Legendary. Cái anh chờ đây rồi. Các em à, các em còn non và xanh lắm. Trang bị cái kiếm xịn nhất nè. Thấy gì chưa? Anh có kiếm mới nè mấy em ơi. Mấy em còn cái này à. Xe lửa là gì đây? À, sức mạnh của mình đúng không? Rồi mình sẽ quay vòng quay may mắn tiếp nha các bạn. Có vòng quay may mắn nữa rồi.
quay tiếp. Ấm ba la si bùm. Tính ra là nó cho mình ngôi sao của bạn, nó lừa mình nãy giờ á. 9000 ngôi sao, mở con bé tiếp. Chắc là Legendary rồi. Hininja nữa. Hơi phế. Trang bị vô luôn. Rồi, đeo kiếm đen vô nè, các bạn thấy kiếm đen không? Đây, mình dừng lại cho bạn coi nè. Đây. Kiếm này được bọc Haki nha. Rồi. Rồi, xong cái em rồi. Xong rồi em ơi. Em hết cứu rồi, sao nó mạnh vậy? Sao nó mạnh hơn mình vậy? Ê, sao mình đánh nó không mất, bị mất máu nhiều vậy? Hết cứu rồi. Đây. Ây da, đấm đau vậy? Thôi, chắc là chưa đủ tuổi đánh với tụi nó đâu các bạn ơi. Từ đi, hình như mình đang yếu. Có nào xuống tìm mình không? À, thằng núp này xuống tìm mình. Thằng núp này còn non và xanh lắm mà tìm mình. Ôi, đông quá. Thôi. Mấy bạn đông quá, mình đánh không lại. Trời ơi, mạnh lắm các bạn ơi. Vậy sau là mạnh kinh khủng luôn á. Đánh tụi nó lấy sức mạnh. Đây, sức mạnh của anh đã có rồi, nhưng mà anh sẽ đợi hồi máu. Trang bị thanh kiếm mới, nè các bạn. Đây, kiếm này xịn không? Kiếm này bao xịn luôn nha. Đây, hồi máu rồi đã. Có một đứa đang tập luyện ở dưới kìa. Mình chỉ cần bóp sức mạnh lên thôi là chạy, các bạn tin không? Bây giờ mình tới nó chạy nè nha. Mình nói đến là đón mà. Đụng là trụng luôn nên là không sợ. Chạy hả? Đến là đón mà em. Thấy gì chưa? 95 ngôi sao. Đứng ở đây mà farm thôi. Tái sinh được một lần nữa các bạn ơi, có nên tái sinh không? Tái sinh sẽ cộng cho mình gọi là 60% sức mạnh. Tái sinh luôn. Ngại gì không tái sinh. Tái sinh càng nhiều càng tốt. Ơi mày mà yếu. Ơi đừng rip in ra ơi, rip in ra. Được đại đại sức mạnh Titan này các bạn. Nhưng mà hiện tại bây giờ mình đang yếu lắm, đánh không lại đâu. Mình đã giành được cái đỉnh này rồi. Và anh em của tụi mình đã tập hợp lại. Bây giờ mới nào đánh mình cái xác định nha. Ê đừng có đấm anh. Yếu mà đấm anh sao được. Đứng yên ở đây, không có đấm nhau mà. Anh em của tụi mình đã tập hợp lại các bạn thấy chưa. Rất là ghê. Ê đừng có đánh. Không có đánh. Trời sao gì vậy. Kêu không đánh rồi mà. Tụi này nó cố tình nó đánh mình các bạn. Được, anh em tập hợp lại vui vẻ mà. Tụi này nó không muốn các bạn. Được rồi, đừng có trách tại sao. Tại sao anh lại đối xử với các em như vậy? Từ từ đã, đi làm ngôi sao nè. Nóng rồi đó, anh nóng vô cầm anh cao lắm. Nên là các em xác định rồi. Đấy, các em dám đánh anh à. Ui, sức mạnh gì đây? Sức mạnh xét. Tấn công... Ui, sức mạnh này cũng xịn nè các bạn. Đây, để mình lên mình xem sức mạnh xét cái là cái gì đó. Đây. Này, stay home hồi nãy đánh mình nè. Đã kêu không đánh rồi mà nó yếu mà nó cứ thích đánh mình. Sức mạnh xét là gì ta? Ui, dưới kỳ này đánh nhau kìa. Đây. Mày... sức mạnh xác đây nè. Đánh ra xác các bạn ơi. Đây mình sẽ đứng đây mình bảo quản cái sức mạnh này của mình. Không đứa nào được lấy. Sức mạnh xác các bạn. Con mèo kìa. Ui, yếu khác. Không được lấy cái này của anh. Không được lấy nha. Không lấy. Yếu khác đi. Không có lấy rồi mà anh đã nói rồi còn gán đánh. Đi ra. Không đánh con mèo này. Con mèo. Trời ơi mình còn yếu ít máu lắm bạn. Tụi nó lấy, cố gắng lấy của mình à. Hay lắm. Đây là quái vật, sức mạnh quái vật là nó cũng ngang với Titan các bạn. Ngang với sức mạnh Titan á. Wow, sức mạnh mà nó gọi là nó nổi lên nhiều quá là nó xịn các bạn ơi. Ê, đánh lén à. Tụi này đánh lén các bạn. Mình có nên tái sinh nữa không ta? Chắc không cần tái sinh nữa đâu các bạn. Mạnh rồi tái sinh làm gì? Quay bét chỉ là đám nhau thôi các bạn. Yeah, một con voi sử thi. Thấy chưa? Cái mình cần đây rồi, nhưng mà cần thêm con Legendary nữa. Trời ơi, vừa nói luôn. Hên vậy. Mình vừa có cái kiếm mới này. Thấy ghê chưa. Sức mạnh này chắc 1.5. Cứ từ từ bình tĩnh. Mình đang kiếm sức mạnh Titan để mình đấm tụi nó các bạn. Sức mạnh đâu rồi, Titan đâu rồi. Đây. Này thì. Ui thanh niên này trâu vậy. Mình đánh quá trời luôn, bị gì trời. Rớt rồi. Tuy lên sức mạnh như vậy mà đánh không lại tụi nó. Ê từ từ bình tĩnh. Anh đang yếu máu. Solo thì nó cũng phải gọi là máu nhiều mới đánh chứ. Sao tự nhiên solo mà lại đánh cái kiểu mà người yếu người mạnh là sao. Rồi. Đấy. Sức mạnh của anh là núp. Vô đây solo núp. Trời ơi chưa gì nó bay ra ngoài rồi kìa. Lên đây anh đợi em nãy giờ nè. Sức mạnh của anh bây giờ tuyệt đối. Đây lên đây. Đâu rồi. Tới đây nào em. Tới đây nào. Không dám lên à. Không dám lên thì anh xuống. Núp đâu. Chạy hả núp. Ôi chạy rồi. Yếu quá. Thanh niên chạy nè. Ui nó trâu lắm các bạn. Mình đánh nó nãy giờ mà nó không bị sao ta. Mình tính ra nó cũng trâu đó chứ. Mình đánh hiện tại bây giờ được 55.000 sức mạnh. 55.000 điểm rồi đó. Đây sức mạnh gì đây. Sức mạnh ít 1.5 mà.
sức mạnh tốc độ đánh ít hai lần. Đây sức mạnh Titan nè các bạn, đúng không? À, không phải sức mạnh này, sức mạnh quái vật không hồi nhanh cái gì đó, cái tùm lum nó nói gì không hiểu nữa. Rồi lên trên đi, lên trên đây tụi nó đang đánh boss nè các bạn. Boss sắp ngủm rồi kìa, boss sắp ngủm rồi anh em. Vô sức mạnh của anh, yeah, mình đánh được con boss. Được 10.000 ngôi sao. Ăn ké được 10.000 ngôi sao. Đây thanh niên này là chùm rồi các bạn, thanh niên là mạnh nhất trong đám này nè. Lên đi kiếm màu cam coi, cày lắm, đánh nãy giờ mà mình ăn con boss. Em ơi không phải đâu, cái gì mà không phải đâu, không phải cái gì, không phải đâu là sao. Đúng rồi, mất tích rồi. Đi xuống dưới kia, đi xuống dưới kia. Trời ơi, mình bị úp sọt, bị nó úp sọt các bạn. Tiếp tục, thấy chưa, mình đánh tụi nó được mà, được mà các bạn. Đây sức mạnh Titan nè, nhưng mà mình muốn sức mạnh quái vật xem như thế nào. Sức mạnh Titan nè các bạn, à, sức mạnh nó chiếu nè Titan á. Đầu đây mình lên trên, mình cho các bạn coi sức mạnh. Hồi nãy quái vật rồi đó, mình chưa cho các bạn coi rõ đúng không. Sức mạnh đó hình như là sức mạnh kiểu gì á, khó vậy ta. Come on. Đây bây giờ tên mạnh nhất server nè các bạn, mạnh nhất server nè. Mình là mạnh nhì server nè. Có solo với nhau không? Này tập luyện đi, cùng nhau tập luyện đi ha. Để tôi đánh một cái đi, để tôi đánh một cái, tôi lấy điểm sức mạnh cái. Lấy điểm sức mạnh cái rồi, rồi đến lúc rồi bạn ơi. Đến ui quái vật này mạnh lắm các bạn. Cái kiếm to khổng lồ nè. Các bạn nhìn nè, dừng lại nè. Trời ơi cái kiếm nó to kìa. Sức mạnh quái vật này còn hơn cái Titan nữa các bạn. Bây giờ đứa nào lên đây là cũng xác định với mình. Lên đây là coi như xác định với mình luôn. Lên đây. Bỏ vào kiếm màu hồng nè. Sức mạnh đây, tôi còn sức mạnh quái vật nè. Bạn chịu nổi không? Ơi nó hết rồi. Hết rồi bạn ơi. Đầu thử đánh với đứa 300 triệu coi mạnh cỡ nào. Hoài nó đánh gì mình liên tục vậy trời. Mạnh quá. Nói chung là sức mạnh quái vật còn mạnh hơn sức mạnh Titan nha. Nhớ nha. Venom Hamster nè. Tại sao mình đánh nó dằn nhưng mà nó không có bị sức mạnh gì đây, sức mạnh mới nè em ơi. Chạy đâu, vô đây đánh luôn em, chạy gì đánh luôn chứ. Rip Inra đã bỏ cuộc rồi nha các bạn, Rip Inra đánh không nổi nữa, bỏ cuộc rồi. Đấy, ui giời ơi tụi nó mạnh quá.